Vâng, thì audio xin kính chào quý vị yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại với kênh YouTube của thì audio. Quý vị và các bạn thân mến, clip ngày hôm nay trước mắt quý vị đây là những sản phẩm tiếp tục về với trung tâm của thì audio, là những con đẩy Crown Macrotech model 3600VZ hàng của Mỹ, do Mỹ sản xuất. Nguồn điện được chạy là từ 100 đến 120V. Số lượng về lần này là về được 5 cục với model là 3600. Tuy nhiên những con 3600 này thì bên trung tâm của TLD cũng còn những hàng lưu trong nhà. Trong những thời gian gần đây cũng có nhiều quý vị cũng ủng hộ cho TLD những sản phẩm 2400, những sản phẩm 3600, những sản phẩm 5002. Nhưng trong thời gian gần đây TLD cũng đang bận, rất bận một số công việc riêng nên không có thời gian để làm những video test lên kênh để mời quý vị các bạn chúng ta cùng đang theo dõi trên kênh của Tỷ Audio được nghe và trải nghiệm. Tuy nhiên thì Tỷ Audio cũng test và kiểm tra thông số kỹ thuật đều kỹ lưỡng trước khi được đóng gói để gửi đi cho những vị khách đã tin tưởng bên trung tâm của Tỷ Audio. Để tiếp tục giới thiệu thì quý vị và các bạn chúng ta thấy những con 1202, 2400, 3600 và những con Crown cao cấp ITEC 6000 đời nguồn xung, những cặp loa ở phía bên trong kia. Nhiều những model lớn, model nhỏ đều có hết. Những quý vị nào quan tâm những sản phẩm nào xin cứ liên hệ với Tỷ Audio nhé. Những cặp loa chép kèn rời, những cặp loa chép kèn rời thì mọi người cũng 1, 2, 3 cũng đã ủng hộ cho Tỷ Audio. Tuy nhiên Tỷ Audio cũng đã chuyển hàng đi rồi, có thể một trong hai ngày các những bác sở hữu những cặp chép cũng sẽ nhận được hàng. Và những con 3600, ở đây là số điện thoại của Tỷ Audio để tiện là để tiện giao dịch cũng như chi tiết hơn, quý vị hãy liên hệ theo số điện thoại đăng ký trên tấm biển hoặc Zalo. Những quý vị nào không sở hữu Zalo xin hãy gọi điện cho Tỷ Audio. Còn những quý vị nào sử dụng Zalo xin hãy kết nối Zalo để được cung cấp thêm về hình ảnh. Đây là địa chỉ của Tỷ Audio thuộc thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Trở lại clip thì quý vị và các bạn thân mến, những con 3600 rất là đẹp. Đây là toàn bộ là những con nó được vâng, toàn bộ những con này là nó được sản xuất nguồn màu vàng. Quý vị chúng ta nhìn thấy là 5 con nguồn màu vàng, và những con nguồn màu vàng khác ở bên trung tâm của Tỷ Audio cũng đều có 2400, 2402, 1202 nguồn vàng, 3600. Những con ITEC 6000, những con Crown 5000 ở bên Tỷ Audio có sản phẩm. Quý vị nào quan tâm những sản phẩm nào xin cứ liên hệ với Tỷ Audio. Tuy nhiên những đời Crown này cũng có rất nhiều quý vị cũng rất muốn sở hữu nhưng hoang mang. Cũng rất nhiều quý vị hỏi bên Tỷ Audio là những con đời nào hay. Thì Tỷ Audio cũng xin được chia sẻ với quý vị nhé, tất cả đời nào cũng hay hết. Đời nào cũng hay, đời trung, đời chót, đời đầu và những cái đời lâu rồi, thậm chí những cái con đời cổ mà mặt đen. Nó rất là lâu đời rồi, mặt đằng trước nó chữ thì trắng nhưng mà mặt thì đen, nó rất là lâu đời rồi, thì giá thì nó rẻ hơn những con này, nhưng mà không phải là nó rẻ không có nghĩa là nó không hay đâu, nó rất là hay nhưng chẳng qua nó bị cổ rồi thì cái giá thành nó rẻ thôi, nhưng mà cái chất mộc của nó rất là mộc và tiếng ra rất là sạch chứ nó không kém gì đâu. Tuy nhiên những quý vị nào quan tâm những sản phẩm nào thì cứ sở hữu những sản phẩm đấy, quý vị nào thích những đời chót thì cứ sản phẩm những cứ sở hữu những con đời chót, những con đời chung. Những con đời đầu mà nó nhiều đời lắm, thực ra thì cũng chẳng biết hết được. Nhưng mà thường ra quý vị cứ hay gọi những con nguồn vàng, những con đời đầu. Đấy, thì Tỷ Audio cũng nói nó như vậy để chúng ta tóm tắt và chúng ta dễ hiểu hơn. Tuy nhiên những con đời chung và những con đời chót thì hiện nay bên Tỷ Audio không có. Nhưng Tỷ Audio vẫn nói rằng nó rất hay. Những quý vị nào mà quan tâm những đời chung, đời chót, tuy bên Tỷ Audio không có nhưng những trung tâm khác họ có. Nếu như quý vị thấy tin tưởng và máy nó đẹp, nó gì, chúng ta cứ yên tâm chơi, nó vẫn là rất hay. Đấy. Chứ cũng không phải là Tỷ Audio là người bán hàng. Hôm nay mình không có cái loại đời chót, đời chung, và mình có những cái con đời nguồn vàng như này thì mình lại nói là cái con nguồn vàng này nó mới là hay này. Đấy, còn con đời nguồn chung, đời chung với đời chót nó không hay đâu. Vậy xong đến ngày mai thì lại có cái con đời chung, đời chót thì lại nói cái con đời chung với đời chót này nó mới hay này, còn cái con đời đầu nó không hay đâu các bác ạ. Như vậy là nó không trung thực và làm cho người chơi rất là hoang mang. Vì vậy nên Tỷ Audio cũng cứ nói thẳng với quý vị như vậy. Những con nào nó cũng đều hay hết. Công nghệ của người Mỹ họ làm chỉ có đi lên không bao giờ đi xuống. Nếu như họ đi xuống thì không bao giờ những về cái âm thanh của họ không được đánh giá đẳng cấp trên toàn thế giới được.
và chúng ta cũng chẳng tìm mua mà làm cái gì. Mà tại sao chúng ta phải bỏ ra những đồng tiền đắt đỏ để sở hữu những cái sản phẩm của Mỹ, do Mỹ sản xuất? Là bởi vì cái công nghệ của họ rất là cao, họ chỉ có mỗi ngày đi lên thôi. Vậy nên quý vị nào tin tưởng sản phẩm nào thì sở hữu sản phẩm đấy. Nếu như quý vị nào tin tưởng những dòng sản phẩm này, thích chơi những đời này thì tìm những con đời như thế này mua. Còn những quý vị nào thích những con đời chót, chơi những tìm con đời chót mua. Ở đây là quý vị chúng ta thấy rằng những con về với trung tâm của thị Eldo cũng đã được tuyển chọn khá kỹ, tất là rất là đẹp và đảm bảo là những con nó được hoạt động một cách bình thường, không có bất cứ một mối hạn nào trước khi để bán đến cho những người tiêu dùng. Thì thị Eldo cũng là người đầu tiên khi mình lựa chọn sản phẩm với những đầu cung cấp cho thị Eldo, là điều đầu tiên phải là zin, điều thứ hai là đẹp. Tuy nhiên thì Eldo cũng nói luôn trong cái đẹp, rồi so với hàng bãi thì quý vị và các bạn chúng ta, những quý vị nào chơi hàng bãi nhiều cũng sẽ hiểu. Tuy nhiên những hàng bãi họ dùng rất là lâu năm, họ mới sa thải ra thì cũng không thể là nó không có vết xước xác, nó sẽ có. Nhưng mà cái xước xác nó nằm ở đâu là có thể chấp nhận được. Đấy, nó nằm ở đâu có thể chấp nhận được. Nói ví dụ nó nằm trên nắp lưng, hoặc là nó ở bên tí bên hông, hoặc là tí đằng sau thì nó là chuyện bình thường. Còn riêng mặt trước là thì Eldo cũng rất tuyển rất kỹ. Không để nó bị xước cái mặt trước, và vì mặt trước là một cái mặt tiền để chúng ta trưng bày. Đấy, để cho chúng ta trưng bày, cho nên là họ tuyển rất kỹ những cái mặt tiền đằng trước. Cũng rất nhiều quý vị hay mua bên trung tâm của thị Eldo hỏi tôi muốn mua con đẹp xuất sắc, thì Eldo cũng nói luôn là xuất sắc là xuất sắc, nhưng mà nó cũng sẽ có những vết xước nhỏ chứ không phải là nó hoàn toàn không có vết xước. Vâng, và quý vị cũng đã rất yên tâm mua, nhưng khi mua về đến nhà thì quý vị khen là hàng bãi như thế này là rất đẹp, hàng bãi như này là tuyệt lắm rồi. Vì vậy nên thì Eldo cũng rất là vui khi mình được những câu động viên cũng như những sự tin tưởng của khách hàng, chứ không phải là mình cứ nói là nó 99.99% 95% xong về đến nhà nó không phải như vậy, rồi nó mang tiếng nó không hay, mang tính chất mình bán hàng không trung thực. Không phải là chỉ cho bán cho, không phải là chỉ có bán cho một cái bác khách, bác ấy đang quan tâm về đồ đẹp là mình chỉ có bán được cho mình bác không. Nếu bác này không sở hữu, có khi bác khác lại mua. Mình là người buôn bán kinh doanh mà, nên là không nói dối làm gì, có sao thì bán vậy. Còn những về phần zin thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng xem. Và độ đẹp đây đấy, những con thì Eldo tuyển rất kỹ độ zin, độ đẹp và được như thế này. Đấy. Nhiều những quý vị cũng hay chia sẻ với thì Eldo mua những trung tâm khác, hàng họ bảo 99.9% mới thì cái gì, xong lúc họ chuyển về thì nó lại không phải, nó không được như vậy, tức là nói nó không trung thực, nên là người ta rất là buồn. Và chẳng cứ là những người chơi mà ngay kể cả là thị Eldo mua của bên đầu nguồn cung cấp cũng vậy, họ nói 99.9% mà về nó không phải như vậy thì thị Eldo cũng rất là bực, bởi vì nó có sao nói vậy. Cứ nói rõ thì nó tình trạng nó như vậy, tôi bán là bằng vậy, nếu như mà mình ưng thì mình mua, mà mình mua rồi thì mình không bao giờ mình trách cả. Đó, vì những hàng bãi thì không bao giờ nó được tuyệt đối, nhưng mà có những cái điểm, có những bác lại thích cái mặt nó phải thật đẹp, mà có những bác phải thích là nó cái ở cái có những bác phải bác lại không cần nó đẹp lắm, chỉ cần máy nó zin với lại nói đấy, mỗi người cần yêu cầu một điểm khác nhau. Chúng ta thấy rất đẹp. Đây, những cái con này, những cái đời này nó có khác, nó có khác với cái con đời kia một tí. Đấy, quý vị thấy nó thiết kế nó khác từ cái ổ quạt và những cái con tụ này. Những cái con tụ này thì nó lại được cũng là tụ Philips, nhưng mà nó lại nằm ở bên phía, nó lật cái mặt chữ xong nó úp xuống bên dưới. Đây, chúng ta nhìn thấy nó úp cái chữ xuống bên dưới. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái chữ vàng. Đấy, còn như những con kia thì chữ nó ngửa lên thì chúng ta nhìn rất rõ. Những con này chữ nó ngửa lên thì chúng ta nhìn rất rõ đây. Đấy. Còn những con này thì nó úp xuống dưới, là bởi vì nó sản xuất những cái đợt nó khác nhau. Nó sản xuất những đợt khác nhau cho nên nó cải tạo về cái mẫu mã, về cải tạo về hình thức sẽ xếp đặt khác nhau, nhưng mà về chất lượng nó cũng như nhau nhé. Nghe nó cũng đều hay tất cả vậy. Vâng, ở video này thì Eldo cũng vừa quay để giới thiệu về những sản phẩm mà về với trung tâm của thị Eldo, và cũng là để chia sẻ luôn với những quý vị đang quan tâm những dòng sản phẩm Crown, nhiều những model cũng như nhiều những cái đời nó khác nhau.
cũng không nắm rõ, vì vậy nên TL cũng tư vấn luôn là nó như vậy để quý vị chúng ta cũng yên tâm khi chúng ta thích chơi những sản phẩm gì, tin sản phẩm nào thì cứ tìm sản phẩm đấy dùng để cho nó được ưng ý khi bỏ ra đồng tiền nhiều. Và bây giờ thì TL xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Những quý vị nào chưa nhấn nút đăng ký kênh, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh của TL để tiện theo dõi nhiều những clip trong những thời gian tới. Và bây giờ thì TL xin được dừng clip tại đây.